mình tách sợi mi này, xong mình lướt keo nhé. Rồi mình đặt này. Đấy. Trước khi mà chúng ta nối mi thì chúng ta sẽ dán cái line mi lên trên phía trên khuôn mặt của khách mọi người nhé. Đây, trên trán của khách này, còn phần dưới là phần mi này. Bây giờ mình sẽ học từ cách gắp một sợi mi ra khỏi cái gắp một sợi mi ra khỏi line mi như nào nhé. Cách mình cầm nhíp này, cách mình cầm nhíp cũng giống như là cách mình cầm bút thôi mọi người nhé. Đây. Bây giờ mình cầm nhá, mình gẩy nhíp này, đây gẩy mi này. Sau khi chọn một sợi mi rồi mình khép cái nhíp lại nhá, mình không cầm chặt quá cũng không cầm nhẹ quá. Thì mình gắp vào 1/3 của sợi mi mọi người nhá, mi chia làm 3 phần nhá, mình gắp phần 1/3 này, sợi tiếp theo này, sợi tiếp theo nhá, đây. Mình nhổ lên luôn nhá, không có việc là mình gắp thật chặt. Không bao giờ có cái chuyện là mình phải gắp thật chặt xong rồi mình nhổ như thế này là không được, nó sẽ làm ảnh hưởng đến độ cong của mi nhá. Đây, mình lựa nhá. Mi này ở line này nó sẽ dính, có những cái nó rất khít với nhau này. Đây mình gắp xong. Gắp xong thì bây giờ đến cách lướt mi, lướt keo mọi người nhá. Cái keo mi này ý, thì về lý thuyết của nó thì và thực hành nữa chúng ta sẽ phải lướt làm sao cho nó hết một nửa. Hết một nửa cái sợi mi này. Bình thường nhá là cách lướt đúng của nó như sau mọi người nhá. Mình bỏ vào này, mình lướt ra. Đấy, để sao cho nó không động giọt sương trên cái keo nào trên mi cả. Thế nhưng khi mà đi vào thực hành ấy thì sẽ có một cái vấn đề là chúng ta nối mi classic, thế nhưng mà mi của khách sẽ rất là nhanh rụng ấy mọi người ạ. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau nhá. Đây là yếu tố mình phải tích lũy ra từ kinh nghiệm ấy, chứ còn nếu như mọi người học lý thuyết không ấy thì nó chỉ nối như vậy thì mọi người sẽ không thể hiểu được là à tại sao mà mình nối cái mi này nó lại nhanh rụng như thế ấy. Đây. Mình đưa vào rồi. Mình nhấc lên. Làm sao cho trên này còn đọng một giọt sương về keo nhá. Đấy là được. Đây một giọt sương keo là được này. Để làm sao để nó chắc vào đây. Tiếp theo nhá. Trước khi mà mình nối mi thì mình sẽ lấy được một sợi mi lên nữa này. Sau đấy chúng ta sẽ tách mi, cầm nhíp tách mi nghiêng 45 độ so không cầm thẳng như này nhá. Mình nghiêng 45 độ để mình tách này. Tách được một sợi mi ra này. Đấy xong mình mới lấy cái mi này mình nhúng vào keo rồi mình nối nhá. Mình tách sợi mi này. Xong mình lướt keo nhá. Rồi mình đặt này. Đấy. Nối mi mình đặt sao cho cách cái mi giả này nhá, nó cách chân mi thật là cách một sợi tóc mọi người nhá. Mọi người không đặt sát xuống cũng không đặt cách xa quá nhá. Đấy, lại ra mình phải nhúng cái keo vào một nửa, 1/2 mi, 1/2 sợi mi ấy, để cho nó ôm hết vào chân mi như thế này, nó chắc như thế này. Tiếp theo nhá, một sợi tiếp theo nhá. Mình khi mà mình mới làm ấy, mình không nên là nối sát nhau nhá, bởi vì cái keo nó chưa khô ngay ấy. Đây. Mình lướt xuống rồi mình thả nó ra thôi. Đấy, nó nghiêng mình chỉnh lại. Rồi. Mình cứ làm lần lượt như vậy cho đến hết những cái sợi mi như thế này nhá. Mình bắt buộc phải tách mi mọi người nha, bởi vì nếu như mà không tách ấy thì lúc sau này mình không có thói quen tách mi ấy, thì khi mà lên mi thật nối rất là khó. Bởi vì mi thật nó khó hơn mi giả rất là nhiều, bởi vì nó không nhìn rõ sợi mi đâu mọi người nhá. Đấy. Rồi, mình phải nối ngay nhá, chứ không là mình phải... Tại sao phải tách mi trước, nối sau? Bởi vì là cái độ bền của keo ấy nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì là nếu như mà mình lấy keo ra một hồi lâu rồi mà mình chưa nối ấy thì lập tức cái độ bền của keo nó sẽ giảm đi ấy, cho nên mình phải tách trước xong rồi mình mới cắm mình mới nối nhá. Mọi người cứ làm lần lượt như vậy cho đến hết cái phần mi giả này nhá. Đây. Thảo sẽ thực hiện cho mọi người nốt một sợi này nữa này. Còn lại mọi người sẽ tự cắm hết tất cả bên trái rồi đến bên phải nhá. Cắm thẳng, ngay ngắn, ôm hết cái keo, nó ôm hết sợi mi giả đây. Đấy. Đây mọi người này. Không bị lộ hạt keo nhá. Rồi, đây là các bước đầu tiên để chúng ta học nối mi mọi người nhá. Bởi vì chúng ta phải lên canh thật là đẹp. Lên canh thật là đẹp xong rồi chúng ta mới có thể thực hiện trên mi của khách được. Ví dụ như đây là một vài mẫu học viên này. Mọi người có thể nhìn thấy rõ rệt nhất, tức là những cái mẫu mi đầu tiên này. Này, nó lệch lạc này. Dần dần nhá. Rồi bắt đầu nó ngay ngắn dần này. Sang bên line này. Đây, nó rất là ngay ngắn rồi. Để thật sự ngay ngắn hơn nữa thì mọi người mới có thể lên được mắt thật của khách nhé. Đây, thật sự ngay ngắn mọi người mới lên được mắt thật của khách. Chứ mọi người chưa thể nối ngay được trên mắt thật của khách đâu nha. Mọi người chịu khó luyện mọi người nhá. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm nút hình quả chuông để lần sau khi tôi phát sóng, bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.